Xin chào anh chị nhau tư đến với kênh nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là Wi-Fi Stop và sau này qua sẽ đổi tên lại Hành Nhật Quang Channel thì nhìn chung là hôm nay là tối chủ nhật thì qua sẽ trở lại và đưa đến anh chị một cái video trả lời những câu hỏi của anh chị đã hỏi trong cuối tuần ở đây thì Quang có một số câu hỏi thì đã được tổng hợp lại rồi thì đây không có phải là video phân tích thị trường vì phân tích thị trường Quang đã nói một lần vào hôm thứ sáu hôm chiều thứ sáu và đã nói vào ngày bản tin rồi test hai đấy thì đã như thế nào anh chị có thể coi là video này cũng như là anh chị mà đang quan ngại về các vấn đề về kết quả kinh doanh báo cáo tài chính của quý 3 tại hại thì anh chị coi cái video ngày hôm qua dùng qua nha rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính thì vẫn như cũ thôi là phần tuyên bố trách nhiệm thì tất cả các này đều dựa trên quan điểm cá nhân quan điểm cá nhân của quan và không có ép anh chị phải làm bất cứ cả anh chị có thể tự cân nhắc và quyết định cho bản thân mình nên hay không nên nha nên hay không nên đầu tư hoặc là một góc nhìn tham khảo tiếp tục chúng ta sẽ đi vào ngay trọng tâm của video đó là gì các câu hỏi của khách hàng thì đầu tiên là CKG quan sát nhập được không AD rồi CKG CKG Đầu tiên là cổ phiếu CKG thì nhìn chung con này phiên thứ sáu đánh lên khá là ngon phải không? Tuy nhiên anh chị lưu ý nha, cái dòng tiền này không ngon lắm nha. Cái dòng tiền này hơi hấp nha. À, hấp lắm, à, ngày hãy nào nó chỉ đánh là có một triệu hay thôi, không nhiều lắm. Đúng là nó đã bứt rồi nè, chị thấy không? Nó đã bứt rồi thì nhìn chung với cái trạng hái này của con CKG thì sao? rồi anh chị chờ tí rồi thì sao chúng ta zoom lên kêu đi thì nếu nó đánh tiếp à, thì kháng cự kế tiếp của nó là giá 30 hiện tại lưu ý là nó đã trần rồi tức là bây giờ mình nhập vào là mình sẽ mua ở đâu mình sẽ mua tính từ cây này từ đây lên đây là người ta đã lời được bao nhiêu trăm người ta đã lời 21 phần trăm rồi nha 21 phần trăm không phải là một con số nhỏ cho một cái cổ phiếu đã tăng rồi với trong một giai đoạn thị trường này nên đánh giá ở đây không phải là điểm mua nha không phải điểm mua kháng cự nó nằm ngay đây ví dụ bây giờ nó chạy gướng lên được khúc ngay đây thì nó sẽ bị tất cả những anh chị kẹt ngay cùng này dùng này sao ta đang lời ta đang lỗ hôm nay ta chuyển hình lời người ta bán ra nữa nha để hành ra với cái trạng thái này của ckg thì mọi người quan nghĩ nó sẽ có cái nhịp đó gì ví dụ nó gướng lên khoảng khúc 28 tới 30 đi dẫn hàng là tới kháng cự và tới vùng biên độ lớn nó sẽ có rủ xuống thì nó phải rủ xuống bên đây nó test lại và nó hấp thụ hàng ok ổn nó đánh lên mình mới mua được nếu không rủi ro mình mua vào nó gậy nha tại vì đây là nó đã chạy rồi lưu ý đây là chạy rồi nha rồi tiếp tục câu hỏi kế tiếp anh đang kẹt hàng các mã vít SHB, TVN, HCM, PO. có gì phân tích trong video rồi đầu tiên là con VIX cái con này thì nó hơi mông lung tí, nó hơi mông lung tí. ở đây thì cái con này nó không thể đầu tiên chúng ta sẽ không thể tính được khối lượng, vì đây là một cổ phiếu bỏ cung theo đúng nhị đèn, à, một cái trụ điều tiết. và cái con này không biết là mình đang lỗ như thế nào, nhưng hiện tại nó vẫn đang đi dưới trên giảm đây. nó đang có hai đáy đây, đúng. hai đáy phân kỳ dương đúng. À, mọi thứ nó đều đẹp. thì bây giờ quan trọng là giá vốn mình ở đâu. nếu mình lỗ quá nặng, à, lỗ quá nặng thì sao? nếu khi nó đánh vượt qua giá như ví dụ giá 58 ở đây mình trung bình giá một lần vào khoảng lên 64, 65 mình bán ra. Nếu mình không có lộ quá nhiều, không lộ quá nhiều thì lên 64, 65 hoặc là nó đánh lên khoảng 58 mà nó không vượt qua được thì mình bán ra luôn đi, à, bán ra luôn đi giữ uh, giữ làm gì nha lưu ý nha. Tại vì sao? Tại vì cái con này rất khó để có thể tư vấn được cái điểm gì đó cụ thể. Nó vẫn rơi, nó không, nó vẫn rơi trong cả giai đoạn vừa qua. Tuy là ai cũng nói là con Vinrop và ông bên ông Phạm Vực không có thấy nói thì nói nhưng tập vẫn tập phải không nói thì nói nhưng tập thì vẫn tập thôi nên thành ra là quan không khuyến ở đây thì quan nghĩ là hà mình chờ gì? chờ cổ phiếu nó nó sao nó họ nó hồi lên thì mình bán chứ mình có gì đừng ở trung bình cổ phiếu kế tiếp là cổ phiếu SHB 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 ở đây nó đang tạo hai đáy khá tốt hơn hai đáy đáy sau cao hơn đáy trước thì với cái trạng thái thị trường này thì quan dẫn đánh giá là gì dù có tin tốt nha dù có tin tốt thì tin tốt quan dẫn đánh giá nó sẽ có thêm đáy nữa không? nó sẽ có thêm đáy nữa đây mọi người lưu ý đây là một hai là ba không đấu vương được, được đâu thì trạng thái này có thể nó sẽ test lại khoảng giá 10.5 một lần nữa thì nếu nó test lại quanh 10.5 với khối lượng nó hấp xuống khối lượng nó hấp xuống thì ở đây mình có thể thăm dò Ờ, hôm dò trung bình giá một phần hoặc là nếu mình không dám thì mình chờ nó đánh lên nhiều vượt qua giá 11.5 thì mình trung bình giá tức là phải nó phải test xong mình mới trung bình giá nha còn nếu nó không test mà nó đánh luôn thì thôi đừng có mua tại vì heo quan nhìn thấy xu thế này nó sẽ còn test lại thêm một lần nữa nếu nó test lại thêm lần nữa mình có thể trung bình giá vào với cái target lên khoảng giá 13.5 thì mình nhả hàng ra rồi tiếp tục cổ phiếu kế tiếp là TVN HCM và PO TVN TVN thì sao TVN thì nhìn chung ở đây đang bị hép không hép xấu hãy đây mình cứ chờ thôi có thể là qua tuần thì nó cũng chỉ đi ngang đây thôi Nếu mình muốn trung bình thì quan nghĩa là trung bình ở đây hoặc là chờ nó giống xuống khoảng giá 5.4 thì 5.3 5.4 thì mua vào à, con này thì quan vẫn kỳ vọng nó sẽ có cái con sống lên khoảng 6.5 thì mình bán ra là đây nó tạo mô hình vai đầu vai xong bùng nổ lên thì mình lại trung bình bên đây lên khoảng 8 thì mình bán ra nhìn chung cái kết quả kinh doanh nó tại hại hay như thế nào của đã nói vào hôm qua anh chị coi lại giùm qua nha đó rồi tiếp tục HCM và pô HCM HCM tương tự thôi đó, nó, sao nó đã đâu lệnh như thế này thì thứ hai khả năng nó quay xuống nó test lại giá như 18.5, 18.4. Nếu nó quay xuống nó test lại đây hoặc là 18.2 luôn càng tốt nha, tức là test càng hấp càng tốt. Thì nếu nó quay xuống nó test lại thì anh chị lưu ý có thể canh nhặt nó dưới đây. Nhưng mà lỗ 700 thì bạn ra. Còn nếu mình không mua thì mình chờ sao mình chờ nó vong trở lên lại vượt qua giá 20. Không thì cái điểm nó vượt qua giá 20 sau khi nó test khoảng 3 tới 4 phiên vượt qua 20 là cái điểm mua kế tiếp. Target là lên khoảng giá nhiêu? 24 mình canh bạn ra. Rồi, cổ phiếu kế tiếp là gì? Po. Pro thì sao? bao như cái mô hình qua đã kẻ ở đây thì nó sẽ có cái nhịp test là giá 10. Thì mình có thể canh mua một là ngay giá 10, hai là mình chờ nó vượt 10.6 mình mua. Đây là hai cái điểm mình sẽ mua ở đây. Với target là lên 12. Còn hiện tại thì mình cứ như bình thường nha. Rồi thì đó là câu hỏi của danh mục này của anh chị khách hàng. Tiếp tục câu hỏi kế tiếp. Tiếp tục là cổ phiếu DVN và MHC DVN. Nhìn chung đây là cổ phiếu của khách hàng hỏi lâu rồi coi trên kênh qua lòng mọi người sẽ biết nguyên giai đoạn này nó đâu có mất gì đâu người thấy rõ ràng không đây là cái nền giá cũ của nó một đây từ đây rơi xuống có nhiều phần trăm khoảng có năm trăm thôi nó chỉ mất khoảng năm bảy phần trăm là cao lắm tức là nó không giảm theo thị trường thì những cái con này nó đang tạo hai đáy đây là mình nhìn có thể thấy hai đáy và nó bỏ cung thì thôi giữ luôn chứ biết sao giờ những con này thì giữ ăn cũ tức thôi và chờ nó hồi lên lại nha. chờ nó hồi lên lại thôi không biết khi nào nó hồi chắc là cũng phải chờ thị trường ta ổn thì nó mới lên được mhc Mã xe ở đây cũng có hai đáy rồi nè. Ờ, hay hai đáy rồi. Nhưng mà với trạng hai nến này, thứ hai nếu nó test lại giá 4 à, nó test lại giá 4.0 ở dưới đây, test lại MA5 hoặc 4.1 có hệ trung bình giả vào. Và khi nó đánh vượt qua giá 4.5 ở trên, ha, vượt qua 4.5 tiếp tục mua gia tăng. Target lên khoảng giá 5.5 tới 5.8 thì cạnh bàn ra. Lưu ý nha, nhìn chung nó có ra điểm mua rồi. Phân kỳ dương hai đáy với RSI rất đẹp nha thì con này nó chỉ thích hợp cho chị đang nắm giữ và mình bán ra thôi chứ không phải là mình kêu uh, mình mua mới tại vì thanh khoản nó quá hấp không nên mua mới nha rồi tiếp tục <laughs> em phân tích dùm BVH à, dạo này ít phân tích con này dạ tại vì dạo này em không có phân tích cổ phiếu trụ nha BVH dạo này mình nói về cổ phiếu thường thôi thì nhìn chung cái con này á, nó đang có hai đáy như thế này phải không hai đáy đẹp đúng nó đẹp đó nhưng vấn đề là nó kéo hóc quá cái nhịp ngay đây nó kéo hóc liên tục bao nhiêu phiên một hai ba một 2, 3 Việc nó kéo hốc như thế này nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp giống như ở trên đây Hay giống như những cái chỗ này Mình coi là quá khứ trước khi mình Đây Những cái điểm kéo hốc thì không phải là một cái điểm mình mua Đây nè, mọi người thấy không Những cái điểm mà nó kéo hốc liên tục á Là xong rồi nó sẽ quay đầu, nó chỉnh ngay lập tức Nó chỉnh và nó gãy xuống liền Nó hành ra trạng thái này thì Hoàng không khuyến khích mình làm gì không khuyến khích mình là mua vào cổ phiếu BVH trong giai đoạn hiện tại nha, không khuyến khích Thì con này nếu mà mình muốn an toàn và chờ điểm an toàn đó nha Nó buộc nó phải test lại cái vùng giá khoảng nhiêu 50, 51 ở ngay đây, à, khoảng khúc ngay đây nè Đó, nó phải test lại và sau đó nó có cái nhịp bùng nổ đánh vào dòng tiền vào khoảng 3 triệu trở lên thì nó mới an toàn nó mới xác nhận nó chạy lên được 58 tới 59 còn nếu nó không làm được thì với cái trạng thái này coi chừng bui tráp và coi chừng có khi nó test lại là bao nhiêu luôn có khi nó theo cái trend này nè nó test lại xuống giá 49 luôn nha nó hình ra chỗ này hơi nguy hiểm không thích hợp để mua có thì giữ hoặc canh bán thôi tại vì đây quan nghĩ canh bán là coi chừng ngon đó, chứ không phải là không đâu nếu là sáng thứ hai sáng thứ sáu tuần rồi á, anh mà canh bán ra con bph không thì qua hư qua tuần mọi người anh mua lại giá 51 anh lời được cái khoản trên lệch này ngay phải không rồi tiếp tục mình nói tới danh mục kế tiếp DGC rồi DGC DGC thì nhìn chung quá ở đây nó đang siết cung phải không đang siết cung đây nào mọi người thấy các cổ phiếu đa phần nó đang ở đây đoạn này, này. À, nó đang giai đoạn này nó chưa có cái nhịp nó test xuống thì bên đây con DGC đã test và hồi lên được rồi phải không test và hồi được rồi nếu mình kể như thế này thì sao chưa bước qua được thì đây khả năng nó sẽ còn nhúng khoảng giá 75 75 nó sai quay ở đây khoảng 1 tới 3 phi nếu nó có một cái cây bùng nổ đánh lên nha cây bùng nổ nó lên vượt khoảng giá 80.5 mình có thể xem xét trung bình giá vào vì giá vốn của anh là 95 100 hiện có thể trung bình giá vào target lên khoảng gần 95 mình cần bạn ra theo đồng anh đánh giá là đây là cái cách mua của DGC và mình cắt lỗ con này nếu nó cắt lỗ cái phần gì cái phần mà mình đang nắm giữ mình mới mua him á thì khi nó lũng cái giá nhiều nó lũng cái giá là ở đây là giá nhiều giá 74.5 hoặc 74 thì mình cắt ra cái phần mình mua trung bình vào nha, lưu ý nha xe đang test khá là đẹp nha đang test khá là đẹp ở đây đang siết lại siết siết rồi ở đây thì nếu nó siết siết đẹp mình có thể canh mua ở đây hoặc là mình chờ nó bước qua 80.5 mình mua à, bùng nổ lên lên thì mình mua vào trung bình lên cỡ 95 mình bán ra à, là lúc đó mình về vô, về vốn còn mình chờ nó lên trăm thì hơi xui có thể là cuối à, còn nếu mà rồi tiếp tục <laughs> VHG, TTP, DIG và TNG. VHG. VHG nhìn chung là đang bắt đầu hồi lên. không? Đang bắt đầu hồi lên thì con này nên chờ nó lên lại 2.6. Đi ngang. Sau đó bùng nổ thì mình thể mua bên đây nó sẽ an toàn hơn. Còn hiện tại là chỉ nắm thôi vì nó hồi như thế này. Đâu có nói là nó sẽ test lại đáy không? Test lại đáy xong lũng. Thấy không? Nên thành ra đây chỉ là chữ thôi. Không có tư vấn gì cả. Tiếp tục là về TTP, DIG và TNG. TTP TTP con này thì sao con này thì nhìn chung mình sẽ xu thế nến này nếu thứ hai nó test lại khoảng giá 3 3.08 3.05 nếu nó test lại vùng giá này mình có thể thử trung bình giá vào một ít ở đây cho nó đánh lên 3.6 thì mình bán ra 3.6 nếu nó đi ngang thì mình tiếp tục trung bình à, đẹp đẹp nha cái đó mình tính sao đây là quanh nó trước thôi thì sao nó đánh là được 4.2 bạn ra đó là cái cái cách một con sống nó đi một cách một con cổ phiếu nó đi nhưng mà cái này còn đâu mình đừng được có quá sớm rồi <laughs> tiếp tục là gì đi gờ. đi ra những bản tin tố con có nói thứ hai khả năng nó sẽ rung lắc quanh giá 18 5 19 thì đây mình nên chờ được có mua hấp mà mình nên chờ mua cao đó là chờ nó vượt lại giá 20 nha tức là sau đó khi nó rung lắc nó vượt lại giá 20 mình trung bình vào đây lên khoảng 26 27 gì đó mình canh bán ở trên thấy không lên đây nếu nó tạo mô hình xong đánh tiếp thì mình mua lại sao đó là cách mua của đi bản tính tối qua cả nó rồi nên đây qua không nói lại kỹ nha rồi tiếp tục là gì TNG 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 sao nhìn cách xiết biên độ cũng khá là ok không khá là ok mình lưu ý cái giá như ở đây như trong rơm mình cũng có một anh chị đang giữ TNG nha Thì anh chị lưu ý là gì Khi nó bước qua giá 17.2 anh chị có thể trung bình giá vào Target nó lên khoảng giá 21 Bán ra mua mới cũng được Lưu ý nha mua mới cũng được Giả đây là cổ phiếu đang đánh ba đấy nè đang đánh ba đấy Nên có thể canh mua ở đây mua mới hoặc mua trung bình giá Lên khoảng 21, 22 thì canh bán ra tại trên đây là kháng cự đó, à, Mình lên gần kháng cự mình bán hoặc là cỡ 20.5 thì mình có thể ra à, Rồi đó là các cổ phiếu này Tiếp tục dĩ nhiên là gì cắt lỗ thì một là cắt theo giá hay là âm bảy trăm tự mọi người rồi tiếp tục câu hỏi kế tiếp là TNG bóng mới phân tích rồi Chamandet và GEG Chamandet và GEG Chamandet. Chamandet thì nhìn chung đánh cái này nó rất là lỏng hôm đó ai cũng nghĩ đây nè hôm đó không có kẻ nào phải không hôm đó ai cũng nghĩ ngay đây nó sẽ bùng nổ đánh lên được xong nó gãy cho ba cây thì bây giờ nó đánh lên dày nó phải tích lũy ở đây khoảng một hai phiên nếu nó bùng nổ nó vượt qua được giá nhiều cái giá mà hôm bữa nó gãy là giá gần 49 khoảng 48.8 49.0 gần gần ở đây nè nếu nó bước qua được đây đây là cái điểm mua mới nha cái điểm mua mới luôn mua gia tăng mua trung bình giá đều được ta ghét lên khoảng 55 56 vì sao vì đây có thể nói là gì nguyên cái chỗ ở đây nè được gọi là nhịp screen kịp đá nhào đầu tư ra khỏi cổ phiếu không mà nó đá ra được mà nó bước qua được cái tên giảm mà nó vượt qua như thế này thì nó có thể là được lên trên đây luôn nên chị lưu ý nha lưu ý rồi tiếp tục cho mình rồi thì tiếp tục tới gg gg thì sao gg cái kiểu đánh này nếu nó mình chưa đủ nên đâu nó phải nhúng lại khoảng giá 11 7 11 8 ở dưới đây sau khi nó nhúng nó tạo thêm một đáy rồi nó đánh lên thì mình mới có điểm mua bên cái điểm đây còn hiện tại với kiểu đánh này nó sẽ còn nhúng xuống dưới 12 nếu dưới 12 mình có thể xem xét mình trung bình giá vào một ít để lên khoảng 15 mình bán ra lưu ý nha tại vì đây nó đang cần thêm một đáy mà cần thêm một đáy thì mình không nên mua trên giá 12 nhất là 12.3, 12.4 ngay đây mua là lỗ rồi nha à. rồi tiếp tục đây là câu hỏi của một khách hàng và câu hỏi cuối cùng ở đây chị đang có nhiều mã cần cơ cấu giảm để còn tối đa ba mã nhìn chung ở đây nếu mà mình nhìn kỹ nha ở đây qua sẽ zoom bự lên cho anh chị nhìn cho nó kỹ hơn nè không đây thì uh, chị định mua HDG giữ lại FPT và Nam Long danh mục hiện tại như thế này. Thực tế do dùng margin nên âm khoảng trăm là 250 triệu. Thì đây quan sẽ nói như thế nào? Thì đây Quang sẽ nói như thế nào? Thứ nhất cái danh mục chị lỗ so với cả cái giai đoạn này là ít không phải nhiều ở đây qua đang zoom hình lớn nên để cho anh chị coi nha thì anh chị chị đây là chị đang lộ ít chị không lộ nhiều ha chị không lộ nhiều nếu chị muốn tư và chị muốn bán chị muốn bán thì sao chị nên chờ thị trường ít nhất là cuối tuần hoặc là qua cái khúc nào mà nó kéo hốc nữa chị hãy bán chứ bây giờ chị đi cơ cấu danh mục như thế này đúng không sai tại vì chị thấy rõ ràng là gì thứ năm nó kéo mạnh nếu kéo hóc chị không bán thứ sáu sáng nó kéo hóc chị không bán bây giờ chiều thứ sáu nó đạp tờ xuống thì kiểu gì thứ hai có thể sẽ có quán tính nó giảm lại cái chị đi bán ra chị đi bán ra vậy thật sự nó có đúng không tại quan sợ là nó sai đó nha tại vì bây giờ nó đang có một nhịp chỉnh tại vì quan đã nói nhiều lần rồi nó sẽ có một cái nhịp chỉnh để anh chị đầu tuần á để nó rủ rồi ta ra nó đánh hai đấy nó đánh hai đấy tại vì việt nam thường nó cũng đâu có đi chung với thế giới đâu thế giới bây giờ nó ngon nhưng mà chắc gì việt nam nó đã ngon à, việt nam mở cửa xinh xanh nhẹ xong nó đạp thì sao nó thành ra bây giờ mình đi gì đi cơ cấu danh mục khi thị trường nó bắt đầu chỉnh nó test đáy là sai mình phải cơ cấu khi nào khi nó kéo chứ cho mình cơ cấu khi nó giảm được phải không? Còn bây giờ nhìn cái danh mục ở đây của chị, chị giữ lại FPT và Nam Long mà chị uh, nói với em là chị chỉ giảm tối đa còn tối đa ba mã. Thì cái này nó hơi khó tại vì vậy thì chị chỉ còn giữ được một trong tất cả những mã còn lại phải không? Đây chị có 2 4 6 8 9 mã. Vậy thì chị sẽ bán bao nhiêu mã? bán 6 mã. Phải không? Bán 6 mã thì nhìn chung á giờ sẽ tư vấn cho chị nhưng với cái cách đầu tư này thì quan thấy không hiệu quả. Nha, không hiệu quả tại vì chị chị thấy cái con HDG chị định mua á nó là con gì? Nó là cổ phiếu bất động sản, phải không? Thì trong danh mục chị đang có mấy con bất động sản. Chị đang có ba con bất động sản đó là gì? DIG, SACECOMRE và gì? và Nam Long. Ba con này có phải là ba cổ phiếu bất động sản không? Bây giờ chị bán cắt lỗ ba con này ra, chị đi mua lại con HDG vậy thì chị có khác gì nhau đâu tại vì đó là cùng một ngành sàn là sàn hết đứt là đứt hết phải không đứt là đứt hết thì hà mình giữ luôn những cái con này nó mình chờ nó hồi lên mình bán nó sẽ nhanh hơn và gì và mình đừng có mua con hdg chỉ đang giữ tận ba mã bất động sản mà bây giờ mình lại đi bán những con khác mình đi mua vào cái con hdg này là nó là gì thật ra là bán bên a đổ qua bên b và hai bên là cùng một cùng một con huyền ví dụ trên con tàu đi À, tên chiến phà đi qua qua con sông mà bây giờ ba hàng này bốn hàng này luôn không hdg nam long dig sacum riu bốn hàng này cùng một đoạn bọn nó đi trên cùng một chiến phà chỉ cắt hàng này hàng kia ra nó cũng như nhau thôi lỡ đụng gì đụng đá ngầm chìm tàu thì bốn hàng này cũng chết chung bốn hàng này cũng chết chung nên chị hiểu anh chưa nên chị hiểu cái ý này anh chưa còn ở danh mục này thì giờ mình còn nhìn xuống nữa mình thấy gì vnd và MBS là cùng một ngành nghề nữa không Cùng một ngành nghề nữa tức là chị đang mua nhiều cổ phiếu trong một ngành cùng một ngành không Cùng một ngành thì bây giờ chị đảo con A qua con B Thậm chí bây giờ chị giữ lại con Nam Long Chị bán hai con kia chị mua HDG nó cũng y hệt vậy thôi Tại vì nó chung một ngành Đó với cái danh mục này thì theo quan đánh giá là mình nên chờ cái nhịp test ở tuần sau thứ hai thứ ba xong sau đó tới gì thứ năm thứ sáu nếu nó giật lên nó đánh theo xong cuối năm ít nhất cũng lên được ngàn một ngàn hai gì đó thì mình bán ra mình sẽ đỡ lỗ rất nhanh còn bây giờ mình đi bán ra sau khi nó đã qua cái nhịp cao trào sáng thứ sáu thì bạn thấy nó không hợp lý nha yeah. còn nếu chị muốn bán nha yeah, chị muốn bán thì phải sẽ tư vấn cho đầu tiên là con H H thì sao H vẫn đang trên đường giảm như thế này nó à, đang trên cái chặng đường rơi từ trên rơi, rơi xuống thì với cái nhịp này khả năng thứ hai nó sẽ test lại 16.5 sau khi test 16.5 nó sẽ có cái nhịp đánh lên 18.5 Thì 18.5 có thể xem xét xe bán hoặc là gì hoặc là lũng 15 thì bạn à, lũng 15 thì bạn đây là một trong hai điểm bán còn bây giờ nếu mà mình cũng không chịu như vậy luôn thì mình sao mình muốn thì mình bán thôi nha mình muốn thì mình bán thôi hơn là lỗ nhiều thì quan không có tư vấn bán nha đó rồi tiếp tục FPT giữ lại FPT vậy thì FPT xem sẽ không tư vấn lại do cái con này là gì đây là cổ phiếu cơ bản tốt nếu nó test lại 73 hay gì đó À, nó đi theo cái kiểu này nè quanh 73, 74, 75 á, thì chị có thể cân nhắc về thầm chí gì chị mua him cũng được chị gom him FPT cũng được có thể nó sẽ lên lại được giá trên nay cuối năm tại vì đây là doanh nghiệp tốt doanh nghiệp cơ bản tốt nha lovey nha rồi tiếp tục là gì DG, nếu phân tích rồi chị coi lại dùm qua và lỗ 27% bán chi, à, cái này thì chị chỉ nói vậy thôi vnd 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 thì sao ở đây mình được phải chờ nó test lại nha Giá thứ hai khả năng nó sẽ có nhúng là giá 11.0, 11.1 dưới đây thì mình có thể cân nhắc là trung bình giá vào là trên đây bán ra lên đây chắc chắn lời nhưng mà nếu mình không muốn thì sao mình cũng phải chờ nó đánh lên thôi chứ bây giờ thứ hai nó nhúng xuống khả năng nó nhúng xong nó lắp xong cái gấp ấp ngay đây nè nó giật lên cái mình đi cơ cấu mình bán ra quan thấy nó cứ sai sai sau đó nó hẳn nó như vậy rồi tiếp tục nhìn chung thị trường này thì không khuyến khích là bán ra giai đoạn này nha tại vì bán là bán thứ sáng sáng thứ sáu khi mà cổ phiếu nó hưng phấn nó kéo lên nè mình bán ra giống như con BVH hồi nãy nè buổi sáng thứ sáu con có điều quan nói đó anh chị muốn thì chị bán ngay sáng thứ sáu luôn đi Phải không bữa con nói anh chị đó phải không thì bán là bán ngay đây nè phải không chứ bây giờ tự nhiên nó đã rơi rồi mình mới hỏi là bán đi em thì nó khó lắm đây nè sáng thứ sáu đây mình có thể kéo lên lại ngay đây <laughs> buổi sáng nào bản tin sáng ngày 8 ngày 28 tháng 10 nè à, vừa vô là quan nói nè đua lệnh quá trời phải không chốt t không trung bình giá ra phải không? chốt là bán đó mình không đua lệnh và bây giờ nó đã rơi thì mình đu lệnh nó lại đi nghịch lý dữ lắm dù mình đang ước rất chế tại vì thị trường nó đang cho anh chị ức chế mà cái này là bình thường không đầu tư mà nó sẽ cho anh chị cảm giác ức chế rất là nhiều để anh chị kích thích anh chị bán ra nha rồi sao cơm riêu Reel tương tự thôi, -cum Reel ở đây thì khả năng thứ hai nó sẽ có nhịp nhúng lại giá khoảng 5.8 5.9. Sau khi nhúng xong nó sẽ có nhịp chạy lên nhiêu? 7.0 nha. Rồi tiếp tục là gì? Còn mình muốn mua thì tùy mình thôi Hoặc là mình giữ hoặc mình cách thì tùy thôi Ở đây thì Quang nói là xác sức nó tăng rất cao nha BVS, Nam Long và MBS BVS BVS thì con này mình phải chờ thôi Con này hiện tại là không có mua bán gì đâu à, Với quan thì quan nghĩ là nên chờ Nếu nó phải đánh lên đây nè Nó đi ngang, nó bước qua trend Sau nó bùng nổ lên Được thì mình mua cho vòng mới luôn, mua mới, mua mạnh luôn Còn hiện tại với trạng thái này nếu chị muốn bán Thì chị có thể canh khoảng giá 23 Thì mình bán ra Rồi tiếp tục MBS mà bé thì với trạng thái này cùng với ngành chứng, ngành chứng thì anh chị nên coi là các bạn tin tối nha, tối thứ sáu á, và có nói rồi thì nó sẽ có một cái nhịp nó test lại 12.3, 12.0 đây. Sau khi nó test xong, có thể là một tới hai phiên thì nó sẽ chạy lên lại giá 15 điểm mua, chắc chắn là có nha. Còn điểm bán ở đây thì quăng không khuyến khích nó lại thôi. Nam Long, Nam Long. Và cũng không biết là tại sao mình lại chọn câu Nam Long mà mình đi bán với câu kêu và thấy nó gãy yên nhau mà, đất xanh cũng gãy, phải không? đi gờ cũng gãy sắc cơm riêu cũng gãy uh, gãy hết nhưng mà mình lại giữ con nam long lại mình đi bán mấy con kia mình thấy quan thấy cái cách đầu tư thì nó không ổn nha rồi thì nhìn chung con này khả năng thứ hai nó sẽ nhúng lại giá 22.5 22 dưới đây sau khi nhúng xong khả năng sẽ có nhịp chạy lên 28 nha rồi thì đó là toàn bộ những cái câu hỏi mà cuối tuần nay quan trả lời cho anh chị nhà đầu tư nhìn chung là nếu anh chị có cần thắc mắc anh chị có thể bình luận bên dưới qua sẽ trả lời cho anh chị nha chúc anh chị có buổi cuối tuần vui vẻ hôm nay vui vẻ ngủ ngon ngày mai chúng ta chiến trận mới ngày mai cô sẽ cập nhật trong rơm cho anh chị về tình hình thị trường cũng như là nếu anh chị muốn vào rơm quan chăm sóc hướng dẫn và được nhận những cái tư vấn này à, được nhận những cái tư vấn này thì có thể gì nhắn tin với quan qua số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả video qua sẽ hướng dẫn anh chị vào rơm phục tục vào rơm của bên quan rồi thì xin chào anh chị nhau tư